sẽ đến một bài tổng hợp ý trích dẫn ở trong đề thi GLPT N1 năm 2022 vừa rồi. Với bài này mình sẽ cùng phân tích cái cách mà người ta ra đáp án và cách chọn đáp án như thế nào. Vẫn tiếp tục giống như là các cái bài trước các bạn nhớ làm trước khi mà check đáp án ngày hôm nay. Câu số 1 của mình sẽ đi vào cái phần câu hỏi trước để cùng phân tích cái bài đọc nhé. Hisaniyoruto digitalu o tsukau koto de zentoyo no rouka ga susumu no wa naze ka, là tại sao mà khi mà sử dụng digitalu là các cái thiết bị kỹ thuật số ấy, thì cái tiến trình lão hóa của zentoyo này nó lại tăng lên ấy, đúng không, hay còn gọi là cái quá trình lão hóa của zentoyo nó đã đang tăng trưởng do là sử dụng cái digitalu, thì là tại sao? Thì cái từ zentoyo đây ở trong cái bài đọc của mình ấy, nó lặp lại ngay từ cái câu đầu tiên này này, là một phần của não, nó chính là một cái bộ phận ở trong não, nên là mình sẽ cùng đọc nhá. Ningen no 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 ichibu ni zentoyo toyu mono ga aru, là một bộ phận ở trong não bộ của con người có tên là zentoyo, trong tiếng Việt của mình nó chính là cái thùy trán. Kono zentoyo wa iyoku ya kanzo no kontororu shiko ya sozo no switch kino o hatashite to kangaerarete iru. Ở đây mình thấy cái động từ của mình nó là cái dạng bị động này, khi mà cái chủ ngữ của mình nó không phải là người mà động từ của mình nó lại là kangaerarete iru, nên là mình sẽ lôi cái yếu tố thứ ba vào để chuyển nó thành câu chủ động. Có nghĩa là mọi người đang cho rằng là, mọi người đang nghĩ rằng là cái zentoyo hay chính là cái thùy trán ấy, nó đang đóng cái vai trò hay là cái chức năng bật tắt cái sự tưởng tượng này, tư duy này, cũng như là điều khiển cái cảm xúc cũng như là ý thức hoặc là mong muốn của con người. Soste choki kyoku o hoji suru yakuari mo ninatte iru, và nó cũng đang đóng cái vai trò hay là cái trách nhiệm là lưu trữ cái trí nhớ dài hạn. Thì có cái từ soste ở đây là dùng để bổ sung ý nghĩa cho cái câu đằng trước, đúng không? Và cái chủ ngữ của mình nó dùng chung, đó là kono zentoyo, chức năng của nó bao gồm hai cái chức năng đấy, chức năng bật tắt cái tư duy cũng như tính tưởng tượng này, rồi điều khiển cái cảm xúc, rồi mong muốn này, cũng như là đóng cái vai trò lưu trữ cái ký ức về mặt lâu dài. Shikashi koko ga no no naka de ichiban hayaku rouka ga hajimaru no da toyu. Thế nhưng mà cô gá này thì nó sẽ đi với cuối câu, đó là nô đà tối ưu. Thế nhưng mà mọi người cũng nói rằng là đây là, đúng không, đây chính là cái nơi mà bắt đầu lão hóa một cách nhanh nhất ở trong bộ não này. Zentoyo no ro ka ni hakusa o kakeru to kenen sarete iru mono ga aru. Mình thấy là mono ga aru ở đây là có một cái thứ mà được cho là kenen sarete iru, đúng không? Được cho rằng là được, hoặc là được đang được lo ngại rằng là tố này, rằng là nó đang làm thúc đẩy hakusa o kakeru, ở đây là làm thúc đẩy cái quá trình lão hóa của cái thùy trán. Đó chính là digitalu da, đó chính là các cái thiết bị điện tử, đúng không? Ningen ga pashikon ya smartphone, internet nado ni tayori sugiru you ni natta koto de zubun no atama no naka ni zouhou ya chisuki o chikuseki shitari kurikaeshi hikidasu kikai ga hetta. Ở đây mình nhìn vào các cái dấu phẩy này, cái đoạn dấu phẩy đầu tiên thì nó là cái danh từ, nên là mình đi tìm tiếp là đến cái dấu phẩy thứ hai, đó là koto de này, do là, đúng không, do là quá là làm sao phụ thuộc vào những cái thứ như là internet này, rồi smartphone này, điện thoại di động ấy, hay còn gọi là máy tính này. Còn ningen ở đây nó chính là cái chủ ngữ, vậy mình sẽ hiểu là do con người quá phụ thuộc vào các cái thiết bị đấy mà zubun no atama no naka ni này, chikuseki stari, thấy verb stari thì đi tìm một cái hikidasu là cái động từ gần nhất tiếp theo, và nó lại nối với cái từ kikai này, nên là cái kikai là danh từ chính nối với cả cái động từ hikidasu và cái động từ chikuseki suru ở đây, và cái từ hetta ở đây đi với cái từ kikai này, nên là mình sẽ hiểu là do con người quá dựa dẫm vào các cái thiết bị như thế mà giảm đi cái cơ hội để mà tích lũy hoặc là tích trữ này, tích lũy, đúng không, rồi lặp đi lặp lại cũng như là lấy ra những cái kiến thức hoặc là những cái thông tin ở trong cái bộ não của bản thân. Thì trong cái câu này chúng ta lại phải để ý thêm một cái ý nữa là cái cơ hội của cái gì giảm đi.
thì chúng ta sẽ thấy là cái chủ ngữ của mình nó đi xuyên suốt từ đầu đoạn cho đến tận cuối đoạn, nó nói về gen toil, là cái cơ hội để cho cái gen toil này này, cái thủy chán này này, nó lưu trữ cũng như là lặp đi lặp lại và lấy ra những cái kiến thức và cái thông tin ở trong não bộ của mình giảm đi. Thì đấy, cái keyword mà cái chủ ngữ nó xuyên suốt từ đầu đoạn đến cuối đoạn và đều cùng nói về gen toil đấy, là một cái để giúp cho các bạn tìm ra được cái đáp án. Thì sodega gen toil no ro ka o isso unagaste ru toyu shiteki ga aru. Và có những cái chỉ trích cho rằng là, thì cái sode ở đây nó là cái gì? Nó chính là cái cơ hội đấy đấy. Cái cơ hội đấy, cái cơ hội đấy nó giảm đi, và cái điều đó nó đang unagaste ru, nó đang thúc đẩy một cách rất là mạnh mẽ cái quá trình gọi là lão hóa của thủy chán. Thì với cái phần dịch như thế, chúng ta đã hiểu rằng là cái sode ở đây nó chính là cái lý do để khiến cho cái việc lão hóa của cái thủy chán nó đang bị thúc đẩy một cách mạnh mẽ. Và cái đáp án của mình ở đây, cái lý do của cái việc lão hóa này, nó nằm ở cái câu đỏ đỏ ở bên trên đây. Thì là mình sẽ đọc cái câu số 1 là gì ạ? Kyoku ni kakawaru no no kino o tsukau koto ga sukunaku naru kara. Cái lý do mà khiến cho cái quá trình lão hóa của cái thủy chán đang tiến triển đó là vì ít đi cái việc, đúng không, sử dụng cái tính năng của bộ não mà liên quan tới ký ức hoặc là trí nhớ. Thì đáp án của mình nó chính là nằm ở câu này, đó chính cái từ sukunaku naru ấy, nó đồng nghĩa với cái từ là heru này này, nó chính là giảm đi cái cơ hội. Cái cơ hội gì? Cái cơ hội mà sử dụng cái tính năng của bộ não, mà cái tính năng này nó chính là cái tính năng liên quan tới bộ nhớ. Và có một cách để các bạn lật ngược đi, lật ngược lại cái cách để tìm đáp án ấy, đó là cái từ mà kino o tsukau này này. Thì trong cái phần câu hỏi của mình nó có chứa cái cụm là sử dụng cái tính năng của bộ não, đúng không? Thì bây giờ mình nhìn xem cái trong cái bài đọc của mình nó có cái đoạn nào nói về cái tính năng của bộ não không? Thì nó chính là cái kino hataste ru ở đoạn trên này này. Nó có cái vai trò chức năng A và cái vai trò chức năng B như lúc mình phân tích lúc nãy đấy. Nên là đáp án của mình nó chính là cái ý đó. Cái cơ hội để mà tích lũy này cũng như lặp đi lặp lại, và cái việc mà lấy ra những cái thông tin, cái kiến thức ở bên trong đầu mình ấy, nó cũng chính là cái cơ hội để cho cái gen toil này, cái thủy chán này của mình thực hiện đúng cái chức năng của nó, đúng không? Cái chức năng mà trong cái vai trò là lưu trữ về mặt trí nhớ lâu dài, cũng như là cái chức năng gọi là bật tắt cái sự tưởng tượng rồi tư duy, cũng như là điều khiển cảm xúc rồi ý thức. Nên đáp án của mình nó chính là câu số 1. Câu số 2 của mình là gì ạ? Desta de ga motarasu bodai na zoho ga no hiro saseru kara. Bởi vì rằng là cái số lượng thông tin khổng lồ mà đem lại bởi cái desta de thì nó là khiến cho não của mình bị mệt. Thì cái đoạn mà khiến cho não bị mệt này là không nhắc tới này. No ga zoho ya chisuki o atsukau koto ga naku naru kara. Bởi vì là cái việc mà bộ não sử dụng cái kiến thức cũng như là thông tin thì nó naku naru, nó đã gọi là mất đi. Thì sẽ có những cái bạn mà bị nhầm với cái câu số 3 này, vì nó có cái cụm đồng nhất với lại cái ý ở trong bài, đó là zoho ya chisuki o atsukau koto, nó bằng với lại zoho chisuki o này này, đúng không? Chikuseki rồi kurikaishi rồi hikidasu, thì mọi người nghĩ rằng là nó chính là cái việc mà sử dụng, đúng không, hoặc là xử lý cái kiến thức cũng như là cái thông tin của bộ não ấy, nó mất đi. Nhưng mà chúng ta để ý cái từ mất đi đấy nó là cái sai ý nha các bạn. Cái từ naku naru này nó không đồng nghĩa với cái từ heru ở đây. Nó không đồng nghĩa với cái việc là giảm đi. Có nghĩa là nó không còn được như cũ nữa, chứ không phải là nó hoàn toàn biến mất. Còn cái từ naku naru ở đây là nó sẽ là mất đi, không còn gì. Nên đáp án câu số 3 của mình nó cũng bị sai. Với một cái ý nữa mà các bạn cũng có thể loại cái câu số 3 này, đó là cái chủ ngữ là cái từ no này này. Thì như lúc nãy mình vừa phân tích ấy, cái từ gen toyo này này, nó đi liền với cả cái đoạn này, nó là cái chủ ngữ của cả cái đoạn này luôn. Nó nói về cái chức năng của gen toyo này, đúng không, rồi cái sự lão hóa của gen toyo này, của thủy chán này, và dẫn tới cái việc là thủy chán nó không thể có cái cơ hội để mà thực hiện các việc ABCD, chứ không phải là cái não bộ của mình sử dụng cái kiến thức và cái thông tin nhá. Nên là đấy là hai cái ý mà các bạn có thể loại. Ý thứ nhất đó là naku naru thì nó không phải là cái ý heru này. Tiếp đến cái no ở đây nó phải là cái gen toyo thì nó mới là cái chuẩn này. Còn no ở đây nó rất là chung chung. Nó nói rằng là không còn cái việc não bộ xử lý kiến thức và thông tin nữa thì nó lại càng sai về ý rồi. Nên câu số 3 này bị sai. Câu số 4 là gì ạ? No ga kanzo no kontororu ya shiko shinai yo ni naru kara. Bởi vì là cái não bộ của mình sẽ không còn
còn đúng không, suy nghĩ cũng như là điều khiển cảm xúc nữa, thì cái đoạn mà không còn suy nghĩ rồi điều khiển cảm xúc nữa thì là bị sai. Câu của đáp án của mình nó chỉ còn cái số 1 thôi. Bây giờ mình đến cái câu số 2 là gì ạ? Kono kangai to wa donoyo na kangai ka, là cái cách suy nghĩ này nó chính là cái cách suy nghĩ như thế nào. Cái kono kangai nó xuất hiện ở đây ở trong cái phần bài đọc ở đây này. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp nhé. Desitaru no naka ni chikuwae rareru bakudai na zouhou o ningen ni arata ni ataerareta gaibu no da to kaisaku shi kore ga ningen no nou no kōritsuka ni tsunagaru no da という kenkai ga fueta. Thế đây chúng ta sẽ dịch là mọi người đang cai sắc cự, đang hiểu rằng là cái gaibuno là cái bộ não ở bên ngoài, nó đã có thể atairareta cung cấp một cái số lượng thông tin rất là lớn được tích trữ ở trong các cái thiết bị điện tử một cách đầy mới mẻ cho con người này. Kore ga ningen no nou no kōritsuka ni tsunagaru no da という kenkai ga fueta. Và kore ga, kore ở đây là đứng lơ lửng nên là mình sẽ thấy rằng nó thay thế luôn cho cái danh từ ở phía đằng trước là gaibuno, là cái bộ não ở bên ngoài. Thì thường cái kore của mình nó chính là miêu tả về một cái sự vật, sự việc hoặc là một cái danh từ nào đấy ấy. Và kết thúc của nó chính là cái từ noda đây này, có nghĩa là cái bộ não ở bên ngoài này là cái nơi mà là cái nơi hoặc là cái thứ mà chunagaru kết nối một cách đầy hiệu quả với lại bộ não của con người. Tối ưu kenkai ga fueta là rất là nhiều người có cái cách hiểu như vậy thì tăng lên. Gaibu no o moteba jibun no no o kyoku souchi ni sezu shikou no ba toshite tettei dekiru sou kangaeru senmonka mo sukunaku nai. Nếu như mà mô tề bà có được cái bộ não ở bên ngoài này thì sẽ làm sao? Thì sẽ không cần xê dự ní, đúng không? Là không cần phải biến cái bộ não của bản thân mình trở thành một cái thiết bị ghi nhớ nữa, mà shiko no bato ste tete dekiru, mà sẽ có thể sử dụng một cách triệt để cái não bộ của con người hay não bộ của chúng ta giống như là một cái nơi gọi là shiko, một cái nơi gọi là tư duy. Ở đây mình thấy có cái cấu trúc lặp đi lặp lại là nani nani ố, nani nani ní suru, là biến cái gì đó thành cái gì. Ở đây mình sẽ hiểu là biến cái bộ não của mình thành cái thiết bị ghi nhớ. Thì cái từ xê dự ở đây thì nó chỉ là biến thể của là sinai thôi. Nhưng mà mình chuyển thành cái thể ngắn và chuyển nó thành dạng kết lửng này này. Khi mà thấy kết lửng ở đây thì cái đoạn mà tệt tê để ký đự mà sử dụng một cách triệt để giống như là một cái địa điểm tư duy ấy, thì sử dụng triệt để cái gì ấy, thì nó vẫn lại tiếp tục đi với cái ố ở đằng trước rồi này. Đấy, thì khi mà nó có cái kết lửng ở đây thì cái động từ ở đằng sau này nó cũng lại đi liền với cái từ ố này thôi. Là nếu như mà có cái bộ não ở bên ngoài thì sẽ có thể biến cái bộ não của chúng ta trở thành một cái thiết bị ghi nhớ và có thể sử dụng triệt để cái bộ não của mình giống như là một cái nơi để mà tư duy. So kangai ru senmon ka mo sukunaku nai, là không ít hay còn gọi là rất nhiều những cái nhà chuyên môn cũng có cái cách suy nghĩ kiểu như vậy. Shikashi gaibu no ni tayoru koto no daiso ga zentoyo no rouka sokushin da to sureba kono kangai ni taishite wa shinchou ni taiji shinakereba naranai. Tuy nhiên này, đúng không? Tuy nhiên tố sư đề bà đây là giả dụ, nhưng mà cái đai sô ở đây là cái giá phải trả hoặc là cái sự thay thế của cái việc mà nhờ cậy vào cái bộ não bên ngoài ấy, hay còn gọi là cái giá phải trả của cái việc nhờ cậy vào cái bộ não bên ngoài. Nếu nó là cái sự thúc đẩy hoặc là thúc tiến cái sự lão hóa của cái thủy chán thì kono kangai ni taishite wa shinchou ni taiji shinakereba naranai, thì chúng ta sẽ phải taiji ở đây nó chính là mukkyo, là phải làm, chúng ta sẽ phải đối diện một cách đầy thận trọng đối với cái cách suy nghĩ này. Thì cái cách suy nghĩ ở này đây nó chính là lặp lại của cái so kangai ở bên trên này này. Rất là nhiều các cái nhà chuyên gia nghĩ rằng là ở cái câu đỏ đỏ ở đây, và nếu như mà mình sử dụng cái bộ não ở bên ngoài để mà ghi nhớ, đúng không, thì thay vào đó cái giá phải trả của nó chính là cái sự lão hóa của cái thủy chán, thì mình sẽ cần phải thực sự là thận trọng đối với cái cách suy nghĩ này. Nên đáp án của mình, cái cách suy nghĩ này nó chính là nằm ở trong cái câu đỏ đỏ ở đằng trước đây. Nên là bây giờ mình sẽ xem đáp án của mình nó là cái gì ạ.
のよりデジタルの方が情報や知識を多く蓄積できる。Là cái thiết bị điện tử thì nó sẽ có thể tích lũy được nhiều hơn thông tin cũng như là kiến thức hơn là bộ não. Thì cái này người ta không so sánh nhé. Trong bài người ta không so sánh về cái số lượng. Nên là câu 1 bị sai. Câu 2 là gì ạ? デジタルに頼りすぎると次第に脳の機能が低下する。Khi mà mình quá dựa dẫm vào các cái thiết bị điện tử thì dần dần cái chức năng của não nó sẽ bị giảm dần. Thì cái này nó nằm ở cái đoạn ở bên trên này này, nhưng mà nó không nằm ở cái konokangai e này, nên là đáp án cũng bị sai. Câu số 3 là gì ạ? デジタルは脳と同じように思考に使えるものではない。Là cái thiết bị điện tử không phải là cái thứ mà có thể sử dụng để mà tư duy giống như là bộ não của con người. Thì cái việc mà không thể sử dụng để tư duy này thì người ta cũng không nói tới đến cái phân tích kỹ về cái digital này. Thì cái ý này người ta không nói tới nhá. Nên câu này cũng sai nốt. Chỉ còn câu 4 thôi. Digital to no sky wa keru koto de no wa shiko ni tokute dekiru. Thì cái từ tokute dekiru này nó bằng với cái ý là tete dekiru này. Có nghĩa là chuyên môn hóa rồi triệt để hóa cái bộ não của mình để mà dành cho cái tư duy. Bằng cái việc là sky wa keru là phân chia cái cách sử dụng giữa cái digital và cái bộ não của mình ấy. Thì ở đây nó chính là nếu như mà mình có cái bộ nhớ ngoài thì là mình sẽ có thể triệt để sử dụng cái bộ não của mình, đúng không? Giống như là cái nơi để mà tư duy thì là phân chia một cách rõ ràng là có cái Gaibuno là cái bộ não ở bên ngoài, thì người ta phân chia hai cái Chikaiwakeru đấy, phân chia một cách rõ ràng hai cái cách sử dụng của cái Dejitaru và cái bộ não đấy, thì là cái cách suy nghĩ đó người ta nghĩ rằng là sẽ có thể tục cứ tê để kia được, có thể chuyên môn hóa rồi triệt để hóa cái bộ não trở thành cái nơi để mà tư duy. Câu số 3 là gì ạ? Hisa ga itai koto wa nanika, cái điều mà tác giả muốn nói đến nhất là gì? Thì chúng ta sẽ cùng đọc tiếp nhé. Zubun no 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 naka ni zōhō ya chisuki o kiyoku shi sore o kushi shite koso umareru rensō ya handan というものがある。Tối ưu mono gá được, đây là người ta đang giải thích thêm cho cái câu ở đằng trước ấy, là mình sẽ dịch lại cái ý ở cái câu đằng trước là nếu như mà cái giá phải trả cho cái việc dựa dẫm vào cái bộ não ở bên ngoài khiến cho cái lão hóa của thùy chán được thúc đẩy tăng lên ấy, thì mình sẽ cần phải thận trọng với nó, đúng không? Sau đó là gì? Hay cũng có nghĩa rằng là sự đánh giá này hoặc là sự liên tưởng này, umareru là cô sộ là chỉ có thể được sinh ra bằng cái việc là tận dụng triệt để cái điều đó, đúng không? Tận dụng triệt để cái điều đó. Điều đó là cái điều gì? Là cái việc mà ghi nhớ này, các cái kiến thức cũng như là những cái thông tin ở bên trong não bộ của chính mình. Đấy. Thì là chúng ta sẽ phải thận trọng, có nghĩa rằng là gì đây? Thận trọng có nghĩa là gì? Là khi mà mình lưu giữ cái kiến thức và thông tin ở trong não bộ của mình thì chính nhờ vào cái việc mà tận dụng triệt để cái việc lưu trữ thông tin và kiến thức trong não bộ của mình đấy mà mới có thể sinh ra được cái sự liên tưởng cũng như là sự đánh giá phán đoán. Kore o hindo ni kurikaesu koto de, bằng cái việc lặp đi lặp lại một cách thường xuyên cái việc này, cái việc mà đánh giá liên tưởng này này, đúng không? Thì ningen no 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 senzai ryoku ga hikidasare ro ka mo fusegu koto ga dekiru, thì là cái khả năng tiềm ẩn trong não bộ của con người sẽ được hikidasu là sẽ được lôi ra hoặc là sẽ được lôi kéo ra này, và sẽ phòng tránh được cái sự lão hóa. Tiếp này, gai bu no ga dekita koto o ouka suru mae ni zubun no no o kitae katsuyou suru koto no juyou sei o sai ninshiki suru hichiyou ga arisou da. Có vẻ như là, đúng không, cần thiết cái gì đó này. Ở đây mình tiếp tục là mai, ý là trước khi mà hân hoan, hoặc là ouka ở đây là hân hoan này, hoặc là ăn mừng rằng là gai bu no ga dekita koto, ăn mừng về cái việc đã có cái bộ não ở bên ngoài, thì trước khi ăn mừng thì chúng ta cần phải, đúng không, có vẻ chúng ta sẽ cần phải nhận thức lại một lần nữa về cái tính quan trọng của cái việc mà kitae là cái việc rèn luyện cũng như là sử dụng một cách có hiệu quả cái bộ não của con người này. Yamikumo ni desu taru e no no
役目を託すことは危険を伴うと言わざるを得ない đây là đành phải nói rằng là, đúng không? Cái koto á là chủ ngữ này, cái việc mà mình takusu là giao phó cái yakume là cái vai trò của bộ não cho cái thiết bị điện tử một cách yamikumo là một cách gọi là mù quáng ấy, không suy nghĩ một cách thấu đáo ấy. Đây này, fukaku ni kangae dự nghĩ là không suy nghĩ một cách thấu đáo mà giao phó cái vai trò hoặc là trách nhiệm của bộ não dành cho cái các cái thiết bị điện tử ấy, thì có thể nó chỉ có thể nói rằng là nó sẽ đi kèm với lại cái sự nguy hiểm này. Gaibu no ni ningen no no ga motsu genrai no chikara o ubawarare kanenai no dakara, bởi vì rằng là nó sẽ có thể là bị đánh mất, đúng không? Bị đánh mất đi cái năng lực vốn có mà bộ não của con người đang sở hữu cho cái bộ não ở bên ngoài. Có nghĩa là ní này, nó sẽ đi với lại cái động từ bị động ở đây này, là sẽ có thể dẫn tới cái trường hợp là cái bộ não của con, cái khả năng cái khả năng gọi là vốn dĩ, vốn có mà cái bộ não của con người đang sở hữu nó sẽ bị đánh mất bởi, đúng không? Bởi cái bộ não ở bên ngoài đấy, thì là động từ của mình là bị động thì nó đi với cái từ ní ở đây này. Cái kanenai thì nó bằng với lại là có khả năng có thể dẫn tới cái việc đó, đúng không? Dẫn tới là bị đánh mất bởi cái đấy, đúng không? Cái năng lực vốn dĩ vốn có mà bộ não của con người đang sở hữu sẽ bị đánh mất bởi cái bộ não ở bên ngoài. Thì với cái phần dịch như vậy, chúng ta đã hiểu được cái ý chính của cái bài này không? Cái bài này người ta đang nói về cái thủy chán, cái gen toyo đấy. Cái gen toyo đấy thì là nó sẽ bị lão hóa một cách nhanh chóng này. Rồi gần đây mọi người đang cho rằng là sẽ sử dụng cái bộ não bên ngoài để mà thay thế cho cái gen toyo đấy, đúng không? Nhưng mà nó lại đi kèm với lại cái sự nguy hiểm đây này, đúng không? Khi mà giao phó toàn bộ nó cho cái các cái thiết bị điện tử ở bên ngoài và nó sẽ đánh mất đi cái năng lực vốn có của cái bộ não của con người. Nên là đáp án của mình nó chính là cái số mấy ạ? Ở đây câu 1 này, zoho ya chisuki no kyoku sochi deru no o sara ni kitaeru beki da, là chúng ta sẽ cần phải rèn luyện hơn nữa cái bộ não là cái thiết bị ghi nhớ cái kiến thức và thông tin. Thì cái ý này nó không có ở trong bài nha các bạn. Cái ý ở trong bài người ta chỉ muốn nói rằng là sử dụng, người ta chỉ nói ra cái vấn đề là sử dụng cái bộ não ở bên ngoài thì nó sẽ đi kèm với nguy hiểm thôi, đúng không? Và chứ nó không nói là cần phải luyện tập thế nọ thế kia. Cái câu 2 là gì ạ? Len soya handa no kino moteba destaru mo no no yakume o hataseru. Cái câu này có nghĩa là nếu như mà có cái tính năng gọi là đánh giá hoặc là liên tưởng thì cái thiết bị điện tử cũng đóng vai trò giống như là bộ não, thì cái đoạn này là sai nhá, người ta không hề nói đến cái giả thuyết này. Câu 3 là gì ạ? Destaru omaku katsuo shinakereba no no senzairoku o hikidasenai, là nếu mà mình không tận dụng một cách triệt để cái destaru thì sẽ không thể nào lôi kéo được cái khả năng tiềm ẩn của bộ não. Thì cái đoạn này bị sai rồi, người ta đang nói là katsuo quá nhiều vào cái destaru thì nó sẽ làm giảm đi cái mức độ sử dụng của bộ não của mình cơ mà, nên là cái câu này cũng sai nhá. Đáp án của mình nó chỉ còn 4 thôi, là gì? No no kino otoroe sasenai yo destaru no liyo wa shincho dekiru beki da, cần phải thận trọng trong cái việc sử dụng các cái thiết bị điện tử để sao cho không khiến cho cái não bộ, chức năng của não bộ bị lão hóa, đúng không? Nên đáp án của mình nó chính là cái số 4. Câu này thì cũng không khó lắm. Đấy, thì cái với cái bài này chúng ta sẽ cần phải phân tích và nắm được một số các cái từ vựng ở trong cái bài này để mà hiểu một cách rõ ràng cái ý của cái bài này hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái bài phân tích tiếp theo.